Quân ở trận đấu thứ hai, tỷ số thì đang là 2-0 dành cho chúng ta rồi. Oh, xin chào anh chị Văn An. Cái tổ đoàn tế ốc của bầy hiu đưa về chỉ cái đầu, còn đây là bài IA của cái thủ tế ốc baby là của cái tổ xi măng. Có thêm một bãi quà vùng bầy hiệu 6 đưa về. Làm lúc dần, chúng ta ở tầm 8-20, không đến 8-16 thôi. Ăn thêm một bầy hiệu khu vực này nữa. Với pan màu 2, bùi phương nào cũng phải bài pan màu biến không. 12% báo về bài pan rất đẹp. Ice, 19 dân. Khả năng cao là vòng pan chưa đi đời anh em ạ. Alamar,
Hai chiếc e nữa là kỳ xong rồi. Vâng, vậy là lưng cả không chưa lưng giáp nhá, lưng lại giáp màu hai ban đây, ban vừa mới ăn xong xác voi xong được. Khá là cao bãi quả được của ông này xấu, thành ra chơi không biết là sớm cũng dùng giao thủ, giao thủ dành cho ban e nè 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 lò hai. Vậy là quyết định sẽ là đánh chém, thì kia xi măng sẽ có vài một lò một e, sau đó sẽ chuyển đi di chuyển. Hai mươi sáu trên 36. Bác xin cảm ơn vườn lan Thủy Yến, vườn lan Thủy Yến tên nghe rất hay. Cũng thủ B dành cho màu hai này, hơn 10 con lông dân vứt trong đấy. Vậy là người ta thì còn chưa đến 10 con, và đây 5 con nữa thì còn 8 con lông dân ở ngoài thôi, không nhiều. Hai mươi tám trên 36. Phải nữa là con đặc đài ra, nếu con đặc đài thì ra chưa. Rồi màu hai chết sạch dân đàn hoàng này cho nó mát, mình chết hai con lông dân rồi. Nhưng đây là những đơn vị lông dân của ban. Ban đã có bánh xe, ban đã có bánh xe, nhưng Bùi Phương Nam đang không để ý tên này. Hay quá. Chết. Chạy. Ông ba là bà thì chạy thôi. 30 trên 44 rồi. Vâng, 30. Thiệu vẫn đã có tham lai ổn, có làm một tơn tạt sang nhà 1-0. Ở nhà vẫn thủ B ra, hay là vẫn quay lại quản chơi màu 2 để cho màu 2 không thể đi quân sang được nhà màu 8 nghiên thủ xi măng. Đây là máy nghiên thủ xi măng than thì còn 19 đô. Ui dồi, màu 1 chết rất nhiều dân đấy. Ok, có phu gì không? Chưa, chưa thấy đâu cả. Vâng, một chết rất nhiều dân rồi. Một là game thủ U98 cầm gần đấy cơ đồ. Anh em thấy là chết rất nhiều nông dân. Có B than, nhìn than chỉ 21 thôi nhá. Em để ý vào 33 đến từ game thủ đồ năng tiếp này. Vâng, một lò. Và chuyển sang những đơn vị cung đò đến từ màu 2 này. Thì số lượng sẽ ăn chất lượng từ này. Số lượng ăn chất lượng từ này. Trời đi, nó không có phù đâu. Phù đứng mãi bên trong kia cơ. Vâng, đánh cả B, không đánh cả cung R. Nhưng nó không khỏe đâu. Cứ ra đều 2 lò. Nào đứng dịch ra, đứng đẹp ra và dàn thế đẹp chắn những con đặc đà ban này nào. Vâng, số lượng sẽ là ăn tơ này. Đi vào, vâng, Yamato đang có chục quân chém cho nó mát. Đi vào 3 thằng như vậy nào. Trời, không có gì để ngán cả. Vã luôn. Vâng, 1P sau đây 1 con cung R. Và chỉ đánh 1 L thôi thì làm sao có cửa gì với con Ia này. Ia đang quá hổ báo dành cho game thủ đồ đàn tiêu. Và ta có con cung R sang ạ. Có đề máy game thủ xi măng tham lai đang 21. 21 đến từ xi măng. Rồi chết thêm con phù, nhưng mà tuần này thì mình chưa lấy được con đi. Trời của chúng tôi, hai con nông dân mang đi đập đã có 1 L 1 B. Chơi. Có rồi, vẫn cứ gọi là solo tốt đấy, còn gần đấy chơi thôi. Có đề máy game thủ đồ đàn tiêu đang quá hổ báo trong tuần này, vực đen. Ơ phù kìa. Phù. Rồi xong rồi, ngon đấy. Vâng, màu hai người đang sổ khám tơ này, vẫn đang ba nhà bây giờ dành cho cái tù màu 7 này. Rất đồ báo đến từ Theo. Ông mới biết cái gì? Ông cũng tuyệt văn này. Ông chửi ai đấy? Vâng, không xem thì thôi, không vào động viên gì. Ông chửi cái gì? Ba làm trên 48 rồi. Tiếp tục xông vào tơ này. Ông trái nhậu đâu vào chửi mình ngay, cứ nhậu mình nói cái gì nhiều khán giả sự không thể hiểu được các ông đang nghĩ cái gì. Chắc là fan của VTV đấy. Tham liên hệ tại Cambia còn tầm 64 thôi.
Không quan trọng đâu anh em, em vẫn chưa hiểu lý do tại sao nó vào chửi mình. Tài. Chắc là ngáo. Nó không chấp nhưng còn ngáo thì không bị chấp. Vâng, em chấp gì đâu anh em. Tự nhiên nó vào nó chửi mình, chưa hiểu tại sao nó chửi mình cả. Tài, lý quỳ. Đó thì số là 3-0 của CO Tiền.